Chi Thức và quý khán giả có biết không, trong khi tại nhiều địa phương trên cả nước, người dân lẫn các chủ đầu tư khi xây dựng công trình đều đau đầu với chuyện chậm tiến độ thi công, kéo theo nhiều hệ lụy rắc rối, thì tại các xã vùng đông của các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra tình trạng ngược lại khi chỉ trong một đêm người ta có thể cất xong hàng trăm ngôi nhà đó chị. Cả trăm ngôi nhà chỉ trong một đêm chắc là người ta phải dùng đến những thiết bị xây dựng tối tân nhất phải không Ngọc Mai? Không phải như vậy mà còn ngược lại nữa đó chị Hồng Thức. Thưa quý vị và các bạn, chuyện là nơi đây đang triển khai xây dựng các dự án lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thế nên người dân đuôi nhau dùng mọi cách để cơi nới, xây mới nhà cửa nhằm cố tình móc hầu bao tiêu tiền đền bù của chủ đầu tư. Xin được mời chị Hồng Thức cùng quý khán giả theo dõi những hình ảnh ngay sau đây do phóng viên chương trình ghi nhận tại Quảng Nam để hiểu thêm về hành vi trước đáng phê phán này. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nơi đang là điểm nóng về xây dựng công trình trái phép. Khu vực này nằm gọn trong vùng dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Dự án này có tổng diện tích hơn 980 ha với số vốn đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ. Ngay sau khi nhà đầu tư khởi công xây dựng dự án, vợ chồng ông Dương Si cấp tốc vay mượn 400 triệu đồng thuê thợ xây nhà. Chính quyền địa phương nhiều lần đình chỉ xây dựng nhưng ông Si cho rằng đất của ông thì ông cứ xây. Trên địa bàn hai xã Duy Hải và Duy Nghĩa của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có hơn 320 trường hợp xây dựng cơi nới nhà cửa công trình trái phép chờ đền bù. Nhiều ngôi nhà cấp 4 nhanh chóng nâng cấp thành nhà tầng. Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, những ngôi nhà xây trái phép có kết cấu thù sơ, nhiều ngôi nhà xây lên nhưng không biết sử dụng vào mục đích gì. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nơi đang triển khai dự án khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An, quy mô 200 ha vừa mới khởi công. Chính quyền địa phương cho biết khi người dân nắm được thông tin trên thì ồ ạt xây nhà trái phép chờ đền bù. Hiện nay ngăn chặn việc làm nhà và xây dựng các vật kiến trúc khác để chờ đền bù đang là ưu tiên hàng đầu của các cấp chính quyền ở tỉnh Quảng Nam.